Cái gì vậy chú? Ăn thùng uống vại luôn mọi người ạ. Hôm qua đây nè, sao chú? À sẵn có cây chanh nè. À đúng rồi. Bây giờ bữa hỏi mày hỏi cái chị nào mà chỉ đi 10 năm không hết xỉn phải Có một anh trai anh bảo rằng anh đã bị xuyễn cho bạn, xỉn xuyễn phải khoảng không? 10 năm rồi. Bạn đi được các bệnh Mà viện có không? lên bệnh viện 115 uống thuốc là hết chưa? Chưa. Chưa, có uống mấy cái đó chưa? Có Thì đi bác sĩ nhiều không? đi rất nhiều rồi. Ờ à, Dạ. rồi. Con Bây giờ trai nhé, con trai và con gái. con trai nha. Dạ. Cái chanh này gọi là chanh ăn phở, chanh bình thường của mình nè. À. Dạ. Đúng không? Con trai thì lấy 7 7 trái. Còn con gái thì lấy 9 trái. Ở ngoài Bắc mình nó gọi cái cây đó gọi là cây lạc lạc tiên. Ở trong Nam mình nó gọi là cây nhãn rồng với cây chùm bao, nói ai cũng biết đó, nó có trái đó. Nhổ nguyên cả cây cả lá đó luôn, rửa sạch độ khoảng 500 gram, tức gọi là 5 lạng, tức là gọi là nửa 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 ký đúng không? Rửa sạch đọt bỏ vô, bỏ nếu con trai 7 7 trái chanh với nửa nửa ký, hơn nửa ký cái nhãn lồng cũng được đó, rồi mình đổ đổ nước vô 2 3 lít cũng được. Mình nấu sôi sôi mà mình biết chừng nào biết ra ra thuốc được thì mình bữa lấy cái chiếc đũa mình sọt vô trái chanh nó mềm, nó lủng qua đây tức là nó đã chín rồi, thuốc đã tới rồi. Mình để nguội, mình bữa lừa cái xác bỏ, lấy cái nước này bỏ đường phèn, tức là cái này nó vừa chữa hở van tim và vừa xỉn xỉn thế nào cũng nghe phải hở van tim. Thì mỗi ngày mình làm vậy, mình từ sáng tới chiều mình uống như thay nước khác rồi đó, mình uống hoài trong 1 tháng coi, trong 7 ngày coi nó có bị hết hay không. Chứ còn cái thuốc lộ ra về xỉn chứ bá, nói thiệt luôn, nhưng mà chắc ở đây mấy anh này không dám làm đâu, tôi dám làm, tôi cứu người ta, tôi dám làm không làm, tức là thạch tính á, hiện nay nó là 22 triệu hoặc 25 triệu một một ký, mà nếu nó 1 lạng thì phải nói là 2,5 triệu, nửa lạng là 1 triệu, 2,3 triệu, một chút xíu nữa. Bây giờ cái bịch nó bán cho mình là một chỉ là 37,3, không mình cho nó 4 gram để dễ hiểu, làm sao mình cân lên 2 gram chút xíu thôi, mà phải phải tính cho xỉn nha. Mình phải lấy một cái nồi đất á, nồi đất đàng hoàng có cái nắp, mình dặn nó lửa riu riu lên, chừng nào mà thấy cái đó nó khô bỏ thịt tính này vô 5 phân nữa, đây tôi nói 5 phân thôi nha, không có nói 1 chỉ nha, để vô bắt đầu nó lên khối thằng lặn rớt mẹ hết trơn đó. Thấy mình vừa lên khối mà nó cháy rồi, thế mình tắt lửa các bạn, bữa đổ 1 lít rượu vô chứ không được bỏ nửa 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 lít nha, ngâm. Bắt đầu ngày mai các bạn cứ quậy trộn nó đi, rồi cứ để đó, khi nó ra thuốc mà ngày mai bắt đầu lắng động, mình cho cái xác đó, thì khi nó lắng lắng động 1 ngày nó có lắng động rồi, mình bữa lấy cái muỗng canh mình múc chừng 1 2 muỗng thôi, bỏ vô cái ly còn nhiều dục hết đi. Mỗi ngày mình uống, mình ăn no mình uống có nửa thìa cà phê hoặc là thìa cà phê thôi, trong 4 ngày là hết xỉn, mà không hết là không hết, nhưng mà không ai dám làm điều đó. Có mình chú bá dạng tay tao làm đó, giờ tao làm biết bao nhiêu đó, tao thở lấy lên xuống tao chơi luôn, nó đúng, nó thật tính nó rẻ, lấy 5 phân chứ không phải là lấy 1 chỉ cho mấy mấy anh em, nó là 4 gram mình lấy chỉ có 2 gram, một chút xíu, 2 gram một chút xíu thôi, nó là chất độc băng A mà, nó là thuốc độc mà, chút xíu thôi. Mình bự đãi lên cái nồi đất mà có cái nắp đậy, không mua thiếu gì, mình bỏ mình để lửa riu 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 riu, là khi nó nóng mình bỏ nó vô, bắt đầu nó cháy, nó xịt khói trắng lên, thằng lặn rủi chết ở chừng, nó chắc chọc tôi còn phải bịt mũi mà. Thì khi nó cháy đó rồi các bạn tắt lửa để đó, các bạn để nó nguội, các bạn mới đổ 1 lít rượu vô để cho nó chắc nó nhiều chút, rồi quậy 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 cái để nó có, để ngày mai rồi bắt đầu nó ra, rằng mai ra thuốc, lấy cái muỗng canh múc nhẹ thôi cho nha, đừng múc mực nhẹ, nó không đánh cộng thạch tính nó chết rồi, thạch tính nó chắc rồi, nhưng mà nó không chết, nó giật giật chứ nó có chết đâu. Múc ra chút xíu
múc ra chút xíu, khoảng đủ khoảng mình cho dụ trừ là 10 cái thìa cà phê thôi, chút xíu nữa. Cứ ngày mình uống ăn no mình uống nửa muỗng nhấp nhấp từ từ, rồi mình bước nhấp nguyên muỗng mà thay với nước lạnh, thay nước ấm mình uống nó vô là nó vô nó hết là hết liền, nó hết thấy lượng vô là thấy xỉn rồi, nó đi một tèo. Nhưng mà không ai dám làm, chú á đó vô cứu bao nhiêu người, mấy chục người hỏi sớm này của mình tao chơi, tao nói cái này thịt tính uống không, hoặc tao dạy học trò này thịt tính chợ không, khi đã phi lên, nó gọi là phi rồi thì đương nhiên không còn chất độc, nó sẽ còn 50, nhưng mà tại mình đổ 1 lít rượu thì nó loãng ra, mình lấy chỉ một cái hạt nào đó thôi, chỉ có hai bài thuốc đó, thứ nhất chanh, đàn bà thì 9 trái chanh, đàn ông thì 7 trái chanh, với nửa ký cái nhãn lồng ở ngoài Bắc mình gọi là cây lạc tiên, là uống vô nó ngủ quá lạc vô tiên đó mà, đặt tên là mày nhãn lồng trái lên sạch Google là biết à, cây chùm bao nhãn lồng là nó, lấy nửa ký cả gốc rễ luôn rửa cho sạch, rồi cuốn vô muốn đổ 2 lít nước rồi đổ. Mình cứ để lửa riêu riêu mình nấu, khi nào mình biết cái thuốc nó ra là mình lấy cái chiếc đũa mình chọc vô cái này, mình chọc cái trái chanh rồi nó mềm nó lủng qua là biết cái thuốc rồi, tắt lửa để nguội, lấy nước ra để tủ lạnh mình uống từ sáng tới chiều, ngày nào làm ngày nấy, làm ngày ngày nấy không được qua đêm, mà nó vô có chừng 10 ngày mà không bớt là chơi cái phương án cái thạch tính, là chỉ có thạch tính luôn hết, không có thuốc nào mà hết đâu. Tại chú bác từng là hồi đó chú bác còn lái xe cho ở ngoài đi xét xe nhiều đêm, chú đuổi tụi nó kéo lần cò chú bác nó hỏi kỳ này mà tôi với ông xét xe xong về tôi cho ông muốn ông đem lít rượu lên thôi, mà lúc đó nó rẻ đó chứ, bác làm hết thằng đó là chạy xe ben ở dưới Gò Công Đông Công Tây khỏi hết sớm này thật tính không á, chú nói thiệt chứ mấy tôi kia này thật tính mày dám uống không chứ tôi bác có giấu đó, bây giờ tao phi lên tao cho mày uống đó là mày hết xỉn chứ không, mày không báo giờ mày hết đâu, hết nhiều lắm á, đa số hết, nó ngộ thật tính nó giết người nhưng mà nó lại cứu người hay đó. Chứ đừng bày đặt mà tha mục xương hết nha mấy em, đừng có tập nó, tập cái này nè, tập nằm dưới chân quýnh. Tôi cảm ơn chú Ba nha. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi lại chia sẻ của chú Ba và Linh Nguyễn nha. Tạm biệt mọi người. Chỉ tặng bài thuốc quý không đó. Không giấu nghề, học là nhiều thầy mới biết được thuốc được.